Mọi biết mọi đang viết chữ gì không mọi? Bà. Đúng rồi, chữ bà, con biết rồi. Mẹ mới nói cho con chữ bà mà. Chữ bà, hoa súp lơ. Đón nhon 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 chứ bà. Bây giờ bạn mỗi tập viết chữ bờ nha các bạn. Con biết viết chữ bờ rồi. À, thì viết đi. Viết thì viết đi. Chữ bờ. Cái này là mọi biết không? Phong thư. Phong thư. Quả thư. Đúng rồi, quả khế. Đúng rồi. Đây là phích nước. Phích nước. Mướp đắng. Mướp đắng. Mướp đắng là quả đắng. Gì bạn mỗi biết không? Mướp đắng là trái khổ qua. Khổ qua trắng lắm. Như khổ không. Ừ, nhưng mà ăn nó mát, nó ngon biết không? Để nấu canh ăn biết không? Nấu canh thịt. Canh thịt hả? Nó trắng lắm. À, dồn thịt vô trái khổ qua nấu canh cho mọi ăn nha. Hồi hồi trắng lắm, trắng lắm. Đắng nhưng mà ăn nó mát, nó ngon. Nó mát mà nó trắng nữa mà. Đừng có hay trái khổ qua về mẹ ăn luôn nha cho nó trắng. Con biết chưa bà ơi. Cái bình nước giống như cái này nè, để nó rót nước vô. Ừ. Của con là cái bình nước, còn bình cái này là cái phích nước, phích nước. Giống như cái bình thủy á biết không? Bình cái phích nước và cái bình thủy để đựng nước sôi, nước nóng á. Để pha sữa chế mì cho mùi ăn á. Chiếc mì ngon quá, ngon quá. Đúng rồi, biết đây. Súp lơ. Nhỏ 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 nhỏ. Hoa súp lơ còn gọi là bông cải. Hay dạ. Đi chợ mình hay mua bông cải á, bông cải tức là hoa súp lơ. Sao nói là cũng là có tiếng hoa vậy? Ừ. Bông là hoa đó con. Ôi trời. Túm cái cửa. Bông là hoa đó. Bông là hoa. Đúng rồi. Hoa súp lơ. Hoa súp lơ. Sao người ta làm là hoa súp vô. Hoa bông hoa. Ừ. Hoa bông hoa gì? Con biết đi mà. Con viết bài đi mà, hỏi hoài. Con biết. Sao không vậy? Viết hàng tên này, viết hàng dưới vậy? Là mình mẫu mà. À, làm chữ mẫu y như đây luôn phải không? Dạ. Rồi làm mẫu y là mẫu hết rồi. Làm mẫu là phải đẹp đó nha. Cái chữ mà để người ta làm mẫu là người ta phải làm đẹp lắm á, viết đẹp lắm mới làm mẫu được. Ừ. Rồi viết chữ đầu câu để làm mẫu. Để con coi theo mà. Chữ này chữ gì vậy mẹ? Chữ cu. Cu, cu. Ghép đi. Thôi, bỏ xuống đi, viết đi. Sao cuốn này nó bị ghép mà cuốn này nó bị ghép mà nó đổi lại một vài tay vậy? Thôi con viết hết đi, lẹ lên đi, để qua trang cho nó khỏi rách.
không, tạm biệt các bạn đi, mẹ không quay nữa. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy nhớ đo một la một đăng ký và đừng quên chia sẻ ở dưới, đừng quên bấm chuông để mọi người ngay xuống dưới cho bạn mọi biết với. Tạm biệt các bạn, chia các bạn nhiều. Rồi con viết đi, con viết rồi, con viết cho hết nha. Bằng mũi viết mà bằng mũi không thích quay clip các bạn ơi, bây giờ để bằng mũi tập trung bằng mũi viết nha. Bye bye, tạm biệt các bạn.